đến thư viện để nhập học lại nhận được thử thách phân tích chính tác phẩm của mình muốn đổi bài khác thì lại bị hiểu lầm là vô dụng diệp huyền chỉ đành miễn cưỡng mà phân tích tác phẩm được mô phỏng lại của mình diệp huyền quay người lại trước ánh mắt đắc chí của lâm khôn không ngờ có một ngày lại phải tham gia bức tranh bắt trước tác phẩm của mình có điều còn phải đợi đã nếu không sợ rằng vừa tham ngộ sẽ ảnh hưởng tới người khác vẻ mặt của lâm khôn khi hay tin diệp huyền không đổi thì càng thêm chắc chắn lần này đích thị là mặt mũi của diệp huyền mất sạch cả rồi phó viện trưởng này mắt nhìn người cũng kém quá thấy diệp huyền bị nói hai câu thì quay lại cho rằng cậu tâm tính không kiên định duy có dương ngọc thì khác cô nhìn diệp huyền đang xem bức tranh trên cuốn trục mà nghĩ tại sao mà cứ có cảm giác thấy diệp huyền muốn đòi là do có nguyên nhân khác không phải vì hắn ta cảm thấy bức tranh chữ này quá khó một nén hương đã trôi qua đi không ít người đã cộng hưởng xong được bức tranh chữ rồi diệp huyền lại ngoái ngoái cái tay chẳng xem ra gì cả thời gian một tách trả lại qua những người khác lại cộng hưởng được nhiều hơn nữa ba người hồng sơn hàn bân và đào linh cũng bắt đầu nhìn xem nên chọn ai vào lớp của họ rồi diệp huyền vẫn thế vẫn ngắn ngẩm ngáp ngắn ngáp dài sau một canh giờ nữa những người cuối cùng cũng đã cộng hưởng những tên còn lại thì coi như tư chất cũng kém hơn rồi còn cha nội diệp huyền thì ngủ ngon lành một giấc từ lúc nào rồi còn đâu lâm khôn thét lên nửa khắc cuối cùng học viên không thể tham ngộ cộng hưởng thành công cũng không cần chán nản chỉ là một tạp dịch một tháng mà thôi đến phút chót vẫn có người cảm ngộ được cũng có mấy người than khóc khi phải làm tạp vụ lâm khôn hắn nhìn diệp huyền cứ đứng bất động thì cho rằng cậu đây là thua chắc rồi phó viện trưởng còn đang nghi ngờ bản thân đây là đang mong chờ cái gì cơ chứ Tiểu tử này một chút đương đầu khó khăn mà bước tiếp con đường cường giả không có, sao có thể thành công được? Nghĩ thế ông ta thở dài xoay người định rời đi, trong lòng không ngừng cho rằng viện trưởng đại nhân nhìn nhầm người rồi. Lâm Khôn thấy phó viện trưởng đã rời đi thì khoái chí phồng cả mũi. Phó viện trưởng quả nhiên là thất vọng về Diệp Huyền rồi lát nữa phải nghĩ cách xỉ nhục hắn mới được. Dương Thái Ngọc nhìn Diệp Huyền lo lắng lẽ nào là cậu đã từ bỏ rồi sao? Thời gian đếm ngược bắt đầu 543, Diệp Huyền mở mắt ở giây thứ hai, trong một giây cuối cùng cậu sẽ cảm ngộ nó một lực đạo xanh bắn thẳng từ người của Diệp Huyền, chỉ như thế thôi là cậu đã cảm ngộ thành công rồi, tự đi cảm ngộ tác phẩm của bản thân thì khác gì đi thi học tủ để chứ, chữ trong tranh của mấy người khác cũng tự nhiên bay ra ngoài hết, mấy người không hiểu gì đây là sao cơ chứ, toàn bộ chữ đều tập trung lại chỗ của Diệp Huyền kia, toàn bộ mọi người đều chấn kinh trước sự tình, đặc biệt là Lâm Khôn Tí thì rất luôn con mắt ra bên ngoài rồi, Diệp Huyền đây chính là tham ngộ thành công rồi, Lâm Khôn như bị cú và ngàn cân vả vào trong mặt của hắn ta từng hồi thái ngọc xem ra cũng đã công nhận sự hiểu lầm về diệp huyền rồi còn ba người đào bân lúc này cũng hơi khó hiểu tại sao tất cả chữ trong tranh lại tập trung hết về phía của cậu đây há chẳng phải là đạo tâm của cậu được đạo vận chứa trong bức tranh thừa nhận rồi sao lần trước khi ba người thấy cảnh tượng này còn là lúc học trưởng lâm vũ nhập học nhưng cũng chỉ là có được chấp nhận của một bức tranh chữ phó viện trưởng lúc này biểu cảm nội tâm cũng đã thay đổi kinh ngạc thấy bản than có lỗi khi nghi ngờ quyết định của viện trưởng ông ta cúi đầu trước bức tượng lớn còn Diệp Huyền mặc dù những đạo vận chứa ở trong bức tranh chữ này không mạnh, nhưng đối với cậu thì lại vô cùng thích hợp, tức thì Diệp Huyền đem toàn bộ hấp thu hết lại, thứ ánh sáng thoát ra từ thao tác của cậu chỉ thiếu chút là làm mờ đi con mắt của những người khác rồi, cứ như thế Diệp Huyền đã thu hết toàn bộ đạo vận của những bức tranh chữ đó, đằng sau của cậu hiện lên hai hàng chữ, mấy người nhìn không hiểu đó là chữ gì nữa. Duy phó viện trưởng lúc này lại thêm chắc nịch, không có cách nào lý giải được, lai lịch của Diệp Huyền này tuyệt đối không thể đắc tội được. Diệp Huyền giơ bàn tay lên xem, sau khi hấp thu đống đạo vận này Lâm tự quyết, cũng hồi phục lại một nửa uy lực rồi lâm khôn bất mãn chỉ tay vào mặt của diệp huyền mà gào lên diệp huyền ngươi to gan lắm không ngờ khiến tất cả bức tranh của viện trưởng đại nhân mất hết công hiệu đây là ngoan cố cố tình đạp đổ diệp huyền sao nghe tên lâm khôn diệp huyền mới chú ý tới những cuốn trục xám xịt hết lại chỉ tại cậu quá mải mê sự sung sướng của bản thân mà thôi thái ngọc còn định nói đỡ cho diệp huyền lập tức lâm khôn hắn gắt giọng quay lại bất luận hắn có phải cố ý hay là không thì bức tranh chữ bị hắn hủy hoại hế là sự thật Lâm Khôn còn quay ra phó viện trưởng mà cầu xin, phó viện trưởng, những bức tranh chữ này đều là báu vật của viện trưởng đại nhân. Nếu viện trưởng đại nhân có một ngày quay về phát hiện toàn bộ bức tranh chữ, đều bị hủy hoại, thì e là tất cả chúng ta đều gánh vác không nổi. Mong phó viện trưởng, mong cái quần, phó viện trưởng thẳng tay tát cho thằng cố chấp này một cú kêu hắn cầm miệng lại. Ông ta hàm hè tên Lâm Khôn, người đây là đang dạy ta cách làm việc sao hả? Ba người đào linh nhìn thái độc của thanh niên quá lứa phó viện trưởng gắt quá, ba người bảo nhau nên ngồi xem thì hơn. Lâm Khôn vẫn chưa thông ngộ sau khi bị ăn đòn, hắn nằm trên đất mà ôm mặt, viện trưởng tức tối sám xịt mặt mày quát hắn ta, cá thứ không có nhãn lực, phó viện trưởng đây là đang lo lắng việc bản thân để cho Lâm Khôn gây khó dễ, để viện trưởng biết thì ăn cám, từ trên trời lại có một vật thể bay bay tới phó viện trưởng, cầm trên tay vật đó chính là truyền lệnh khẩn cấp, ông ta lo lắng lẽ nào là có liên quan tới Diệp Huyền sao? Một đạo sáng bắn lên trán của ông ta, lời cảnh cáo tới từ viện trưởng, nếu còn cố ý thăm dò Diệp Huyền thì chết, phó viện trưởng hốt hoảng xen lẫn sự sợ hãi chuyện ông ta cố ý mượn tay lâm khôn để thăm dò diệp huyền ban nãy cũng bị phát hiện rồi cứ thế mà ông ta đứng hình mất nhiều dây ngây ra diệp huyền còn đang cảm thấy có lỗi chuyện lần này cũng là do cậu không đúng sớm biết đã lưu lại một chút cho bọn họ rồi diệp huyền lên tiếng gọi phó viện trưởng làm cho ông ta giật mình thon thót cậu chủ động nói lời xin lỗi vì chuyện mấy bức tranh chữ phó viện trưởng vội vàng nắm lấy tay của diệp huyền ông ta lật mặt tươi cười mà nói với diệp huyền xin lỗi gì chứ cục cưng của ta ngươi cũng đâu phải cố ý Ngươi có thể hấp thu đạo vân gì trong tự thiếp chứng tỏ ngươi có thiên phú kinh người, thư viện vạn đạo chúng ta có thể chiêu mộ thiên tài, như ngươi chính là phúc của học viện, sao ta lại trách ngươi chứ? Mấy người khác nhìn cảnh này thì cũng cạn lời há hốc mồm ra, cả ba người đào linh cũng hong khô sự trầm mặc từng hồi cái rầm. Sao viện trưởng lại đột nhiên trở nên buồn nôn như thế chứ? Diệp Huyền trực nam chấn kinh, tại sao ông ấy đột nhiên lại nắm tay của cậu chứ? Diệp Huyền cho rằng ông ta là một tay chơi đồng bóng, liền gượng gạo bảo ông ta có thể buông tay ra rồi chứ. Vội vã phó viện trưởng ho vài tiếng lấy lại hình tượng, cái đó Diệp Huyền chuyện tranh chữ đó không cần để ý, Lân kiểm tra đạo tâm này ngươi là đệ nhất không còn nghi ngờ, ngươi tới lớp chọn số 1 đi, nói xong thì ông ấy cũng rời đi thật, trong lòng của phó viện trưởng đang không ngừng gợn sóng, chỉ vì việc ông ta thăm dò Diệp Huyền mà muốn giết ông ta, Diệp Huyền này rốt cuộc là ai cơ chứ, lẽ nào là con riêng của viện trưởng đại nhân? Thái Ngọc bên này cũng gọi Diệp Huyền, còn chưa kịp tiến lại thì Hàn Bân đã lao lên chặn trước mặt đòi hớt tay trên, hắn tự giới thiệu hắn chính là lớp trưởng lớp trận pháp. Hàn Bân, ta đây là nhiệt liệt mời đệ gia nhập lớp trận pháp của chúng ta." Hồng Sơn một bên cũng chen giọng lên, "Lớp trận pháp có gì thú vị? Diệp Huyền ta tên là Hồng Sơn thiên tài đạo tâm kiên định, như đệ phải gia nhập lớp chiến đấu, chỉ có chiến đấu mới va chạm giữa các chân hán tử mới giúp đạo tâm của đệ càng vững vàng." Hết hai người rồi lại đến Đào Linh cũng chen lên, "Tỷ tỷ là Đào Linh của lớp đan dược, nếu đệ có thể gia nhập lớp đan dược, tỷ tỷ có thể mở tiểu táo cho đệ, tay cầm tay chỉ dẫn đệ, tiểu nha đầu Đào Linh này định dùng nữ sắc để dụ Diệp Huyền đây mà." mấy người nhìn Diệp Huyền được săn đón như thế thì ghen tị lắm, Thái Ngọc một bên thì lại tủi thân, cô còn đang vọng tương cái gì chứ, dù sao thì người ta bây giờ là thiêu kiêu chi tử, sao lại gia nhập lớp luyện khí có thể giải tán bất cứ lúc nào chứ, thế nhưng trước những lời mời của những người khác, Diệp Huyền khéo léo từ chối, cảm ơn lời mời của các vị học trưởng, việc lựa chọn lớp học ta đã có tính toán trong lòng rồi, Diệp Huyền từ từ chậm rãi nói chuyện mình muốn chọn lớp ra, ba người kia đều tự cho bản thân chắc chắn là được chọn. Có cái nịt Diệp Huyền đây chỉ thẳng tay tới Thái Ngọc trắng trẻo một bên, ta chọn lớp luyện khí của học tỷ Dương Thái Ngọc, một lời của Diệp Huyền khiến cho cả bốn người không ai ngờ tới, dù cho Thái Ngọc thì khoái khoái, hồn sơn liền hỏi lại Diệp Huyền có phải đệ đệ không nắm rõ tình hình phải không? Lớp luyện khí là lớp kém nhất của Vạn Đạo thư viện, đã mấy mùa liên tiếp không có đệ tử nào nhập đạo rồi, ngươi đến lớp luyện khí hoàn toàn lãng phí thiên phú của mình. Đúng vậy, Diệp học đệ, nếu như ngươi có hứng thú với luyện khí, hoàn toàn có thể đến lớp trận pháp của ta lớp trận pháp của ta cũng có liên quan một chút đào linh cũng không hề kém cạnh cô nhanh chóng sử dụng thân hình của bản thân lộ cả hai quả bưởi cô phơi bày ra hai quả đào mà nói tỷ tỷ đau lòng quá tỷ có chỗ nào không bằng thái ngọc chứ là cô ta trắng hơn hay là to hơn đến lớp đan dược của tỷ đi với một nam thẳng như diệp huyền thì hành động này chẳng khác nào mấy con khỉ ngớ ngẩn cả cậu không quan tâm gạt bỏ đào linh qua một bên học trưởng học tỷ ta chọn lớp luyện khí là có lý do của ta vì vậy ta xin lỗi nhé diệp huyền đi qua bên của dương thái ngọc mà cung kính học tỷ không đúng phải gọi là lớp trưởng rồi, lớp trưởng có thể đưa ta đến lớp chúng ta tham quan không? Thái Ngọc còn đang ngơ ngác khi không biết là chuyện gì đang xảy ra, thấy người cứ ngơ ra không đáp lại, Diệp Huyền đau mắt đỏ gọi hai tiếng sư tỷ, Thái Ngọc lúc này mới phản ứng lại mà tươi cười, đương nhiên là không thành vấn đề, hoan nghênh Diệp Huyền học đệ gia nhập lớp luyện khí học đệ đi theo ta, dù ngoài mặt là tươi cười nhưng Thái Ngọc đây cũng lo lắng cho thiên phú của Diệp Huyền, rõ ràng có thể lựa chọn lớp khác sao lại vào luyện khí chứ? Nghĩ đến đây Thái Ngọc bất giác đỏ mặt, lẽ nào là cậu ấy là vì cô sao? tự cho là đúng thế thái ngọc đỏ mặt tụ luyến còn diệp huyền đây là có tính toán riêng bất kể là lớp chiến đấu hay là lớp nào vĩnh viễn chỉ có thư tịch tu luyện như kiểu công pháp tâm pháp mà luyện khí lại liên quan đến nhiều phương diện như vật liệu yêu thú phù văn vân vân và mây mây đó mới chính là những thứ mà cậu cần hai người diệp huyền và thái ngọc mỗi người đang có một âm mưu riêng mà tính toán đào linh nói với theo bóng dáng của diệp huyền diệp huyền học đệ nếu như người hối hận muốn đổi lớp thì đến tìm tỷ tỷ nhé diệp huyền bị bế đi mất hàn bân cũng không còn hứng thú nữa mà rời đi Lâm Khôn còn định nói gì đó, Hồng Sơn hắn ta quay ra gắt gỏng với tên Lâm Khôn, người cầm mồm cho ta, nếu không phải ngươi cứ nhắm vào Diệp Huyền, thì chắc chắn Diệp Huyền sẽ chọn lớp chiến đấu. Nói rồi Hồng Sơn cũng bay di không quên đe dọa, ta sẽ báo cáo chuyện này với thầy, ngươi cứ đợi chịu phạt đi, chịu phạt hừ buồn cười quá, ta là người có thiên phú nhất lớp chiến đấu, thầy sẽ không phạt ta đâu. Lâm Khôn cay cú lắm, Diệp Huyền không ngờ ngươi lại não tàn đến mức đi chọn lớp luyện khí. Cuộc thi đối chiến các lớp một tháng sau nhất định sẽ cho người biết mặt, đệ nhất thiên tài Bắc Hoang chỉ có thể là ta, cứ thế Lâm Khôn hắn nhìn theo Diệp Huyền mà đố kỵ không thôi, quay người hắn nói mấy người có thể dẫn, được cuộn trục cộng hưởng có thể tự ý chọn lớp, mình là HM Kagori View truyện tranh, hãy ấn theo dõi kênh để đón xem những video mới nhất. Phần năm đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi.